game today. Hello, hello, chào mừng anh em đến với cả kênh Game Today. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cả phần 2 của đánh giá những cái quân cờ mạnh nhất trong game vào giai đoạn giữa game anh em nhé. Thì như phần 1 chắc là anh em đã biết về những cái quân bài mạnh nhất ở cái giai đoạn đầu game. Nó sẽ giúp cho các anh em không bị thọt, thậm chí là có thể áp đảo đối thủ ở giai đoạn đầu game, tiến tới cái giai đoạn giữa game một cách suôn sẻ và có một cái lượng tiền dồi dào để anh em có thể roll ra, anh em có thể là up level, tiến tới những cái con bài mạnh hơn vào giai đoạn giữa game. Thì cái buổi hôm nay ý, mình sẽ đưa ra cái nhận định về những cái quân bài mạnh nhất ở cái thời điểm từ round thứ 16 đến round thứ 26, tức là ở cái thời điểm mà các bạn từ level 6 đến level 8. Thì đó là những cái thời điểm mà những cái round mà anh em sẽ phải up level thật nhanh để có thể đưa lên được level 8 vào cái giai đoạn ít nhất là dưới cái round thứ 26 anh em nhé. Thì mình sẽ bắt đầu luôn hôm nay. Quên mất là mình có nói một cái nữa. Đấy là ở trong cái clip này thì sẽ có ở trong cái giai đoạn từ round thứ 16 đến round thứ 26 ấy, chắc chắn là các bạn sẽ may mắn sẽ ra những cái con 4 sao, những cái con 4 tiền. Nhưng mà những cái con đó thì đa phần là sẽ không lên được 2 sao, và không phải ai cũng sẽ có thể mua được những cái con 4 tiền vào những cái giai đoạn từ cái level 6 đến level 8, thì không phải là ai cũng có thể là mua được và sắm được cho mình những cái con mạnh. Vì vậy nên là những cái con, mặc dù là ở trong cái clip này có những cái con 4 sao, nhưng mà mình xin phép được hạ cái chỉ số đánh giá đi một chút để có thể đưa ra những cái nhận định nó sát hơn với cái thời điểm là từ round thứ 16 đến round thứ 26 anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Thì cái con đầu tiên mình xin xếp nó vào cái tier S cộng. Anh em sẽ thấy là ở cái clip này nó sẽ có thêm cái tier S cộng. Nó sẽ là những cái con đặc biệt mạnh và nó phù hợp với rất nhiều đội hình, có thể cho vào, nhét vào ở mọi đội hình anh em nhé. Đầu tiên nó là cái con God of War, con ma của chúng ta. Thì đương nhiên rồi, con này thì ở cái nhận định về những cái con mạnh nhất ở đầu game ý, thì nó cũng đứng ở cái TAS. Ở đây thì ở cái giai đoạn giữa game nó vẫn rất là mạnh. Đó là một con tăng cơ cứng, có cái sức mạnh giảm phần trăm sức sát thương. Cái con này đứng ở cái hàng phòng thủ, đứng ở phía lớp trên, thì thực sự là một cái bức tường kiên cố rất mạnh. Đặc biệt là mạnh đối với cái việc là kích hoạt cái bộ gót khi mà tung ra cái skill liên tục. Thực sự là rất là mạnh. Ngoài ra nó phù hợp với các cái bộ mà nó cần những cái con tăng cơ cứng như là bộ Hunter. Một trong những cái bộ mà ở cái giai đoạn giữa game thì cái sức công phá của bộ Hunter rất mạnh. Thì đây nó là một con phù hợp. Hoặc là trong bộ gót, bộ mết, rồi các cái bộ như Warrior thì cực kỳ cứng. Khi mà đứng ở hàng trên kết hợp với cả beat thì với một cái con sâu ở phía sau thì thực sự là cái con này nó câu kéo được thời gian để cho anh em có thể đẻ ra hàng đàn sâu phía sau. Có những cái tên quái là có thể kéo đến mất tới 30 máu của đối thủ, rất là kinh khủng. Ok, con thứ hai mà mình đặt ở cái tier S này lại là một cái gương mặt quen thuộc thôi. Đấy chính là con Ultimate, con Taboo Witcher. Thì đây nó là một cái con mà theo mình đánh giá thì ở vào cái giai đoạn từ round thứ 6, từ round thứ 16 đến round thứ 26 thì con này vẫn rất là mạnh. Rất là mạnh. Ở trong cái đội hình mà có con này thì tất cả những cái đội hình mà
nó phụ thuộc vào cái đam như nào nhỉ? Ví dụ như là mình có thể ví dụ cho các bạn bộ Wolverine chẳng hạn. Nhiều khi là ở ở những cái phần thời điểm giữa game ấy, rất nhiều các cái game thủ hay mix những cái con demon vào, những cái con thuộc tộc demon vào để hỗ trợ đam cho những cái bộ thiếu đam. Đặc biệt là những cái con như là con SS Evil Shutdown đó, và những cái con như là con Chaos Clay, con Chaos Clay, con Queen of Pain, thì rất là cần có cái con này. Nó làm cho cái hiệu ứng demon mất đi, bảo vệ cho team bạn rất là nhiều. Thậm chí là có những cái trận đấu mà mình có cái con này thì nó không lên nổi 2 sao nhưng mình vẫn phải giữ ở trong cái đội hình để có thể là bảo vệ cho cái đội hình của chúng ta trước những cái đợt tấn công rất là mạnh mẽ ở cái phần giai đoạn giữa game của những cái bộ demon, những cái con demon. Ok, con này có cái chức năng rất là hay ở trong cái game này nên là mình xếp nó vào tier S cộng. Xuất hiện tiếp theo, xuất hiện trong cái tier S cộng này, và nó cũng mới thôi, nó cũng mới xuất hiện, nó cũng mạnh, mới mạnh ở những cái phiên bản gần đây thôi. Các bạn sẽ thấy là nó cũng không bất ngờ đâu. Nó chính là con sniper, con súng của chúng ta. Thì con này thì không phải nói rồi, với cái bản update thì thực sự là con này nó đứng một mình chứ nó cũng không cần đứng với bộ Hunter, thì nó dí cực kỳ mạnh luôn, với một cái lượng đam sát thương rất là lớn vào giai đoạn giữa game. Ở một sao nó đã rất là khỏe rồi, và lên được 2 sao thì cực kỳ là khỏe. Có một cái chức năng ấy, nó là nhắm đến những cái con mà có cái lượng máu thấp, thì thực sự là cái con này nó sẽ tiêu diệt kẻ thù, nó sẽ chọn những cái con có cái lượng máu thấp nhất và nó tiêu diệt rất là nhanh, kết liễu kẻ thù rất là nhanh, dứt điểm nhanh, khiến cho là cái số lượng của quân bài đối thủ nó sẽ thấp hơn, dẫn tới cái lợi thế về mặt đồ, về mặt giữa game ấy là nó rất là lớn. Skill cũng khá là mạnh. Skill của sniper thì ở level 2 là mất tới 800 máu. Ngắm vào những cái con siêu mỏng cánh ở đằng sau thì thực sự là rất là nguy hiểm. Như là con ví dụ như ngắm vào con SF chẳng hạn thì là cứ một hit là chết thôi. Hoặc là ngắm vào những cái con như là con Drow, con cung đen, những cái con Diadam chính đấy, thì thực sự là con này khá là mạnh, rất là hay. Rồi, con tiếp theo ở trong cái bảng S cộng vào giai đoạn giữa game, nó chính là con SF của chúng ta. Thì anh em, cái con này thì ở cái giai đoạn giữa game thì mình khuyên anh em lên pick, nếu mà có lên pick sớm vào bất cứ cái đội hình nào, đặc biệt là những cái đội hình mết chẳng hạn, thì rất là phù hợp với các cái đội hình như vậy. Đội hình mết, đội hình Goblin rất là thiếu đam, đội hình Warrior cũng rất là cần cái con này. Nếu mà anh em chưa sắm được những cái con ở cái giai đoạn đầu game như là con Zaklak chẳng hạn, thì cái bộ Warrior nó rất là thiếu đam. Zaklak có nghĩa là con Sword Master đấy anh em. Thì anh em nếu mà chưa có con đó ở trong đội hình Warrior thì cũng có thể thay thế bằng một con SF để có thể bù lại lượng đam. Và cái con này thì cái cú, những cái cú đánh tay của nó thì rất là thốn. Đam là đam Fur Dam, do có cái hiệu ứng của Demon. Ngoài ra thì con SF này cũng có một cái skill diện rộng giúp anh em có thể là đia được rất là nhiều đam anh em nhá. Một cái con bù đam và gánh kèo anh em vào giai đoạn giữa game rất là mạnh, và nếu mà có lên được 2 sao ấy thì cứ cho lên thôi. Đến cái giai đoạn lead game thì khi mà anh em đã đủ cái lượng đam thì anh em có thể bán đi, đừng có tiếc gì cả anh em nhá, cứ mua thôi, tranh nhau mà mua nhá. Rồi, con tiếp theo ở trong cái giai đoạn này mà mình xếp ở cái tier S cộng là con Razo, con Thunder Spirit. Thì thực ra con này với cả con SF thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà cái đam của nó, đam tay ấy, đánh tay thì nó là đánh đam thường thôi, đam vật lý thôi, không có cái hiệu ứng fur đam. Vì vậy nên là có thể nói là nếu mà SF với cả Razo thì không có SF thì chọn Razo, còn nếu mà
có SF thì vẫn chọn SF hơn. Razo tuy nhiên là nếu mà có ở trong cái đội hình mid thì là mình chọn cả hai. Nếu mà có xuất hiện thì con Razo này cũng có cái chiêu xòe quạt diện rộng rất là mạnh, gây ra một cái lượng đam magic đam đam phép rất là mạnh nha anh em nhá. Ngoài ra ở cái giai đoạn đầu ấy thì nếu mà anh em cái xem cái clip đầu tiên ấy mà mình có giới thiệu về cái bộ này, cái bộ Spirit ý, thì anh em cũng biết là ở trong cái giai đoạn đầu có cái con Tylee và con Morphling ấy, tức là con Stone Spirit và con Water Spirit ý. Thì cái giai đoạn về sau ấy, cái giai đoạn giữa game tốt nhất là anh em sắm tiếp cái con Thunder Spirit này, cực kỳ là phòng thủ mạnh mà cũng tấn công thì cũng khá là mạnh với cái lượng đam phép to từ Water Spirit và Thunder Spirit. Ngoài ra thì đóng đá thì là cực kỳ là hiệu quả ở cái giai đoạn giữa game anh em nhé. Con này khá là mạnh đấy. Rồi, vậy là chúng ta đã xong những cái con ở tier S cộng vào giai đoạn giữa game. Tiếp theo chúng ta đến với cả cái tier S, tương đương với cả cái tier S ở cái clip đầu tiên anh em nhé. Đây vẫn là những cái con rất là mạnh và khuyến nghị anh em là vẫn nên giữ lại vào cái giai đoạn giữa game này. Nếu anh em có ý định là bán nó thì sẽ bán nó vào giai đoạn sau, giai đoạn từ round thứ 16 đến 26 thì những con này rất là mạnh. Con đầu tiên mình xin giới thiệu đến các bạn ở cái tier S đó là con Jaggerluck Swordmaster. Đến giai đoạn này thì chắc chắn là Swordmaster đã lên 2 sao rồi và cái xoay kiếm của nó rất là khỏe, đam diện rộng cho những cái đối tượng ở phạm vi xung quanh, gây ra một cái lượng đam rất lớn. Nếu mà hưởng chọn cái lượng đam thì nó lên tới, chưa có cái hiệu ứng của mết thì nó đã lên tới khoảng 750 máu sau một cái lần xoay rồi. Và các cái đối tượng xung quanh, tất cả những cái đối tượng xung quanh con này nó sẽ hưởng nha anh em nhá. Rất mạnh đấy. Ngoài ra khi mà con này kết hợp với bộ kép clan hoặc là bộ warrior thì nó còn rất là trâu chó nữa, sống rất là trâu. Có khi là một cái lượt combat có khi là phải xoay đến 3 lần cơ. Kết hợp với cả bộ God of War thì rất là mạnh. Vẫn là gương mặt quen thuộc thôi. Con Bounty Hunter BH, một con mà từ cái giai đoạn đầu đến cái giai đoạn giữa game gánh kèo cho chúng ta rất là nhiều. Ở cái giai đoạn giữa game con này vẫn rất mạnh, với cái chức năng bay ra hàng đằng sau, một con sát thủ bay ra đằng sau và tiêu diệt cái hàng đam ở đằng sau, hàng gây đam ở đằng sau. Đặc biệt là với các cái bộ như bộ Hunter thì rất là sợ những cái con sát thủ. Thì ở trong cái giai đoạn này thì các cái con Hunter chưa được bao bỏng, chưa được bao bọc kỹ và vẫn để lộ những cái sơ hở đằng sau. Ngoài ra những cái con như là con SF, con Razo đều đứng ở cái hàng đằng sau. Con súng ở cái tier S cộng cũng đứng ở hàng đằng sau. Thì cái con BH này nó sẽ tiếp cận và nó tiêu diệt cái hàng gây đam của các cái đối thủ ở trong cái giai đoạn giữa game. Thì mình cũng rất là khuyến nghị các anh em nên chơi cái con này và giữ con này đến hết cái giai đoạn giữa game anh em nhé. Rồi, con tiếp theo ở cái tier S này vẫn là một con sát thủ và gây ra lượng đam khá là lớn. Có đam phơ đam và đánh xuyên giáp. Thì cái con Queen of Pain vẫn là một cái con mà anh em tốt nhất là anh em vẫn nên giữ lại ở cái giai đoạn giữa game, kể cả là anh em không có chơi bộ Assassin hoặc là anh em không chơi cái bộ liên quan đến cái con này, bộ Demon chẳng hạn, thì mình nghĩ là vẫn nên giữ lại vào cái giai đoạn này, rất là mạnh. Rồi, con tiếp theo con Twin Protector. Cái con này thuộc cái bộ The Rui và cái việc mà có thể đưa nó lên 2 sao sớm là rất là dễ. Ngoài ra thì nó là một con tăng cơ khá là mạnh khi mà có cái skill hồi máu cho toàn bộ những cái quân đồng minh ở xung quanh cái vị trí mà sử dụng skill, thì
Con này ngoài cái việc là nó trâu ra thì nó cũng giúp cho cái đội hình của các bạn trâu hơn rất là nhiều vào giai đoạn giữa game. Đặc biệt là như anh em đã thấy ở trên kênh của mình là mình có kết hợp với cả bộ gót thì con này khá hiệu quả trong cái việc tăng cơ ở trong bộ gót. Nó giúp cho cái team gót có thể hồi máu liên tục và sống sót rất là dài trong combat. Con này thì cũng là cái tăng cơ khỏe nhất ở trong cái bộ ép. Thì theo mình thì mình lên các bạn lên chơi cái con này vào giai đoạn giữa game. Và cái việc mà các bạn đưa nó lên 2 sau đó các bạn bán đi thì nó cũng không có bị mất quá nhiều tiền. Bởi vì con này các bạn chỉ cần sắm thêm một cái con đuôi nữa thôi là các bạn chỉ mất 2 con để ghép lên, sau đó các bạn bán đi. Thì thực sự cái con này nó rất là mạnh, đặc biệt là trong các cái đội hình mà nó cần tăng cơ, ví dụ như là đội hình Hunter hoặc là đội hình Mage, thì con này khá là hay đấy nhá. Con tiếp theo rất là mạnh vào cái giai đoạn giữa game, đấy là cái con sâu. Con này thực sự là nó đã mạnh từ rất là lâu rồi, nhưng mà ở cái meta beat kết hợp với war thì thực sự nó là một cái gì đấy mà nó là một cơn ác mộng đối với rất là nhiều người ở trong cái giai đoạn giữa game này. Khi mà ngay mới chỉ giữa game thôi, một turn các bạn có thể mất đi tới 15 máu, thậm chí là 20 máu chỉ vì cái con này. Một cái con mà rất là vô học ở đây. Và mình thì mình, nếu mà mình có con này sớm, lên level 2 sớm kết hợp với bộ Warlock hoặc là bộ Beat thì thực sự rất là khỏe. Các cái cọc rắn bắn không khác gì là tướng cả, tướng chính cả, thậm chí là còn khỏe hơn. Bắn có cái hiệu ứng slow khiến cho đối thủ rất là khó chịu, với cả các cái đối thủ mà chỉ có đánh tay thôi thì thực sự là rất là sợ những cái con sâu. Ngoài ra thì những cái con như là con sát thương phép thì các cái cọc của con rắn của con sâu này, các cái cọc rắn của con sâu này hoàn toàn kháng phép, khiến cho có những cái cú mà rất là sida ở đây khi mà Suduken của BH lém thẳng vào con sâu, hoặc là Lagunda Blade của Lila bắn thẳng vào cái cọc sâu, thực sự là rất là sida khi mà không hề gây đam. Đây nó là một con phòng thủ và tấn công đều rất là mạnh ở giai đoạn giữa game. Khuyên anh em nên pick sớm, đặc biệt là với đội hình Beat và đội hình liên quan đến Warlock, đội hình sở thú Summon rất là mạnh. Rồi, con tiếp theo ở trong cái giai đoạn này mà mình cũng xếp vào cái tier S, đó là con Wing Ranger. Con Wing Ranger thì thuộc cái bộ, nó cũng thuộc cái bộ Hunter, một trong những cái bộ mà vào giai đoạn giữa game rất mạnh. Phải nói là nếu mà con này ở trong cái bộ Hunter thì không phải nói rồi, diadam vật lý cũng như là phép đều rất mạnh, skill diện rộng, bắn cực khỏe. Và nó còn phù hợp với rất nhiều các cái đội hình khác, như là đội hình ép chẳng hạn, có con này vào thì bù được cái lượng đam rất là lớn. Đội hình God cũng là một cái con mà diadam chính của đội hình God rất là mạnh. Anh em thậm chí là có những cái trận mà mình chơi war và mình không thể tìm được những cái con như con SS hoặc là con súng, thì con này nó cũng là một cái bù đam thay thế rất là khỏe anh em nhé. Con tiếp theo vào trong giai đoạn giữa game cũng khá là khỏe. Và cái con này thì nó là cái con 4 sao, tuy nhiên là mình vẫn xếp vào cái tier S ở cái giai đoạn này, bởi con này thì rất dễ để có thể lên 2 sao. Tuy nhiên là mình sẽ xếp sau cái con Twin Protector, đó là con gấu bố, Loner Rui. Con Loner Rui thì thực ra ở trong cái giai đoạn từ turn thứ 16 đến turn thứ 26 thì bạn có thể đưa lên được 2 sao rồi. Và con gấu này thì không phải nói đi, một trong những cái con tăng cơ xịn nhất ở trong cái game này. Và cái con này thì mình đánh giá nó là một trong những cái con mà hiệu quả ở rất là nhiều đội hình. Anh em có thể ghép vào rất là nhiều đội hình, kể đến như đội hình Mage, làm tăng cơ cứng của đội hình Mage, đội hình Warrior kết hợp với cả Beat, đội hình Sở Thú kết hợp với Beat, đội hình Beat kết hợp với TB, đội hình Hunter kết hợp với Drui. Rất là nhiều các cái đội hình mà cần cái con này. Và nói chung là cái tỷ lệ chọi để mà có thể cướp được cái con này thì anh em yên tâm đi, anh em sẽ phải tranh nhau đấy. Bởi vì cái con này thì rất là nhiều anh em là phải tranh nhau rồi.
rất là nhiều, cần nhiều cho các đội hình, đặc biệt là những cái đội hình mà cần phải đưa các cái đội hình liên quan đến cái bộ The Rui, cần phải đưa các cái con The Rui lên 3 sao, thì con này nó là một cái con mà rất là nhiều người cần hướng đến. Đó. Vì thế nên là mình cũng xếp ở cái tier S mà không phải S cộng ở trong cái giai đoạn này. Rồi. Con tiếp theo vẫn thuộc cái tier S này. Chà, tier S này cũng khá là nhiều con. Vì vậy nên là anh em có thể tùy chọn nhé. Những cái con này thì phù hợp với mình xếp ở cái tier S thì phù hợp với tất cả các đội hình. Không cứ là cái đội hình nào cả, anh em có thể chọn. Con sói của chúng ta, một con tăng cơ kết hợp với cả là có hiệu ứng human, giúp chúng ta có thể silence được đối thủ. Và hóa ra hai con sói con câu kéo được khá là nhiều thời gian. Diadam chính khi mà có hỗ trợ Diadam thuộc cái bộ beat. Nếu mà chơi ở hệ vua thì thực sự con này nó là gây đam chính vào giai đoạn này. Gây đam chính kết hợp với cả con Zaklak. Thì hai con này nó là hai con gây đam chính trong cái giai đoạn này. Thì cũng khuyến nghị anh em dùng cái con Lycan vào cái giai đoạn giữa game. Ngoài ra con Lycan này có thể là đóng vai trò là một cái con... ngoài là cái con gây đam thì nó cũng là một cái con tăng cơ khá là mạnh, khá là khỏe với cái skill mà khi mà hóa sói giúp cho con này nó có thể thêm được 25% cái lượng máu, khá là mạnh. Rồi, chúng ta đã có đầy đủ cái tier S của cái giai đoạn giữa game. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái tier A. Cái tier A này thì gồm có những cái con sau đây. Từ những cái tier này mình sẽ lướt rất là nhanh. The Rogue Ranger, Lila, Chaos Glide, Abaddon, con Dazzle, Omni Glide, Timbersaw, Clock, Timbersaw, còn gì nữa? Enchant, hết chưa nhỉ? Đây, vẫn còn. Con bọ cạp của chúng ta, con Water Spirit. Rồi, toàn bộ những cái con sau đây là những cái con mà các bạn nó mặc dù là nó mạnh nhưng mà nó phải phụ thuộc vào một vài cái đội hình. Ví dụ như con The Rogue này thì rất mạnh ở trong đội hình Hunter và cũng mạnh trong những cái đội hình mà có Undead ở trong cái đoạn giữa game, khi mà có thể kết hợp được với cả con Undead thứ hai này rất là dễ để kiếm là con Abaddon, thì hai con này mình xếp vào cái tier A. Con Abaddon thì nó sẽ phù hợp với cái ở trong cái đội hình Light và trong cái đội hình Hunter có kết hợp với cả The Rogue. Hai con này ở trong cái đoạn giữa game nếu mà có ở trong cái đội hình, hai cái đội hình đó thì rất là mạnh. Con Lila ở trong đội hình Mage gánh đam, gánh kèo rất là khỏe ở trong cái giai đoạn giữa game này và cũng rất là dễ để có thể lên được 2 sao. Còn Chaos Glide, đam, Dia đam là Dia Fur đam trong bộ Demon kết hợp với cả bộ bộ Light thì cũng rất khỏe giai đoạn này. Cái con Dazzle thì có cái chiêu giảm đam gây ra cho cái con chết của các bạn. Khi mà ở trong cái giai đoạn giữa game thì có thể là các bạn sẽ bị thọt. Thì cái con này nó giúp cho anh em có thể giữ máu vào giai đoạn giữa game và chơi loot the trick để kiếm thêm tiền, thì con này cũng khá là khỏe. Khỏe ở cái giai đoạn này nên là mình xếp vào tier A. Còn tiếp theo con Omni Glide thì cũng rất là khỏe vào giai đoạn này khi mà kết hợp với cả bộ Mage hoặc là bộ Human hoặc là bộ Light. Cái con này thì đặc biệt là cái skill của nó là vừa hồi máu và vừa gây ra đam
ở đây là Phơ Đam, đặc biệt là cái độ trâu chó của nó trong đội hình rất là khỏe. Còn Clock thì không phải nói nhiều rồi, đến cái giai đoạn này thì lên 2 sao thì vẫn rất là khỏe, có cái skill cực kỳ khó chịu, cử giật anh em nhá. Cái con Timbersaw thì cũng rất là khỏe trong giai đoạn này, khi mà ở trong bộ Goblin tăng máu tăng giáp, ngoài ra thì skill gây sát thương Phơ Đam, sát thương AOE Phơ Đam rất là khỏe. Còn Enchant thì đến cái giai đoạn này thì nếu mà các bạn không có chơi làm tiền, chơi gọi là làm kinh tế, mua 2 bán 3 thì anh em có thể là đưa con này lên ở giai đoạn này, có thể là đã sắm được con gấu rồi, con gấu, và có thể đưa con Enchant lên 3 sao được rồi. Rất là khỏe vào giai đoạn này, khi mà cái lượng hồi máu của nó thì để mà dồn chết được các cái quân bài mà được cái con Enchant này hồi máu thì ở trong giai đoạn này rất là khó với một con Enchant 3 sao. Con tiếp theo là con bọ cạp. Con này thì không phải nói rồi, có skill gây sát thương diện rộng, ngoài ra thì có cái gây choáng cũng diện rộng luôn, đặc biệt là có cái lượng máu lớn và thích hợp cho nhiều đội hình. Thì con này mình xếp ở cái tier A là nó còn nhẹ đấy nhá anh em nhá. Còn nếu mà đặt ở trong những cái đội hình như là cái đội hình God hoặc là những cái đội hình sở thú bít thì thậm chí là nó còn tier S cộng cơ. Tiếp theo là con Spirit, Water Spirit, Morphling. Thì cái con này thì cũng khá là mạnh từ cái giai đoạn đầu game rồi, và đến cái giai đoạn này kết hợp với bộ sát thủ Elemental Spirit hoặc là kết hợp với cả bộ Mết thì con này nó là con tăng cơ chính đây. Ngoài ra thì cái skill lướt diện rộng của nó gây ra đam diện rộng thì con này đặc biệt mạnh nhá anh em nhá. Rất là một cái lựa chọn sáng suốt cho các anh em. Tuy nhiên là mình vẫn xếp ở tier A bởi vì nó chỉ phù hợp với một vài đội hình, còn không phải là đội hình nào cũng mạnh. Rồi, tiếp theo là đến cái tier B. Thì có những cái con sau đây, mình sẽ lướt rất là nhanh. Ở trong cái giai đoạn này thì cái tier B của chúng ta sẽ có những cái con như là con Stone Spirit, con Quist Maiden CM, con Tinker, con Velom. Con này là Velom nhưng mà tên của nó thì ở trong Dota thì nó gọi là Viper. Con Tero Blade TB hay còn gọi là Fallen Witcher, con Slada Abyssal, con Mirala. Thì cái con ở trong những cái con ở cái tier B này thì nó cũng chỉ mạnh ở trong một vài cái đội hình nhất định. Cái con nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái con TB nó khỏe như thế mà tại sao lại xếp ở cái tier B. Bởi vì cái con này thì thực ra là cái hướng phát triển tiếp theo của nó, thì nếu mà anh em pick cái con này thì chỉ có đi theo cái hướng tứ cự ma, cái hướng là Demon Hunter kết hợp với cả Demon kết hợp với cả bộ Wick, thì thực ra thì nó chỉ có mạnh ở cái bộ đó thôi. Ngoài ra thì có cái bộ sở thú thì có thể kết hợp con này. Chứ nếu mà cái hướng phát triển thêm thì nó rất là tù mù, không đi được với nhiều đội hình, nên là con này mình cũng chỉ xếp được ở cái tier B thôi. Mặc dù nó rất là mạnh ở vào cái giai đoạn giữa game này, nhưng mà để nếu mà so với một con SF thì không thể. Có kết hợp Warlock với cả con SF, kết hợp Warlock với cả kết hợp với cả Demon thì nó khỏe hơn. Con này thì trong cái giai đoạn này thì mình cũng không có ưa dùng lắm, tùy vào một vài đội hình là cần thiết thôi. Như cái đội hình thì nếu mà anh em chơi cái con TB thì nó chính là cái con mà co luôn ở cái đội hình đấy rồi. Vì vậy nên là tất cả các con ở trong đội hình nó phải xoay quanh cái con này, chứ anh em không thể gọi là kết hợp cái con này với cả những cái đội hình mà
mà gọi là cho con này bo lớp thêm để có thể là gia tăng sức mạnh thì con này nó không phải là một cái con mà chúng ta có thể đáng để dùng. Đấy, anh em có thể thay thế bằng những cái con khác có mạnh hơn như là con Doom hoặc là con SF. Vì vậy nên là mình xếp con này ở tier B. Rồi. Và cuối cùng là tất cả những cái con còn lại thì mình xếp vào tier C và tier D. Những cái con ở hàng 4 sao này thì ở giai đoạn này vẫn chưa thể lên được 2 sao. Cái con 4 tiền ấy thì vẫn chưa lên được 2 sao. Vì vậy tùy tình huống mà cho vào. Thì mình chú ý là có hai con là con Doom và con Kunkka thì rất là hữu dụng trong cái giai đoạn này. Nếu mà có thì các bạn có thể là đưa vào đội hình sớm. Khi mà có một cái Doom để khóa skill hoặc là một cái thuyền để có thể là đặt cái thuyền tăng cái lượng disable rất mạnh. Có con Lycroft thì đưa vào đội hình Warlock cũng giúp cho các bạn có khả năng châu chó hơn. Nhiều anh em sẽ thắc mắc là con PA rồi thì con Dragon Claw sao mạnh như thế mà lại xếp ở dưới này. Bởi vì thực ra hai con này nó rất là phụ thuộc vào cái đội hình. Ví dụ như PA thì đội hình sát thủ và đội hình L. Ở trong các đội hình khác thì hai con này rất là phế, rất yếu. Sát thủ thì cái đội hình sát thủ nó, con này nó mạnh nhất ở trong cái đội hình 6 sát thủ và yếu hơn một tí ở trong cái đội hình 6 L. Kết hợp sát thủ thì con này nếu mà không ở trong hai đội hình đấy thì hoàn toàn là rất là phế. Con rồng này mà không ở trong cái đội hình rồng, kể cả là ở trong cái đội hình 6 lai nhưng không có rồng thì thực sự là cũng là yếu thôi. Chưa kịp hóa rồng thì có khi chết rồi. Và ở trong cái giai đoạn này thì cái con Dragon Lai này chưa chắc đã lên được 2 sao, bắn rất là yếu. Con Troll cũng thế, ở trong giai đoạn vào giữa game này thì cũng chưa thể lên được 2 sao. Con Troll này mà không kết hợp với bộ Troll Warrior hoặc là kết hợp với cả bộ Glacier thì cũng là vẫn là yếu luôn anh em. Con này vẫn không phải là một cái con mà có thể là anh em đưa vào đội hình sớm đâu. Nếu mà anh em có, anh em thiếu hoặc là anh em đủ bộ 6 Warrior hoặc là 4 Tron, 4 Glacier thì anh em cho vào thôi. Thì nó kết hợp được cái bộ Silesi nó mới mạnh nhá anh em nhá. Cái con cái con ốc ấy, ở giai đoạn này thì nó cũng là một cái con mà nó tùy tình huống thôi. Ví dụ như là trong cái giai đoạn này thì các cái bộ mết nó khá là mạnh mẽ. Thì con ốc này ở trong bộ sát thủ có thể được đưa vào. Kèm theo một con Laga nữa như là con Slada. Con Slada thì anh em có thể là đây, con Slada đây, con Abyssal đây, thì hai con này có thể là kết hợp vào để có kháng phép. Một cái con bài tình huống thôi. Con Alchemist cũng thế. Những cái con xếp ở cái Thai C này là những cái con tình huống và có thể đưa vào để giúp chúng ta củng cố được đội hình như thế nào đó. Ví dụ như là thiếu F, có 5 con eo rồi, thiếu một con thì có thể là nhét thêm con Lula vào. Hoặc là 6 lai thì đưa con Lula vào, 4 lai đưa con Lula vào thì nó sẽ mạnh hơn. Còn con Lula ở trong cái giai đoạn này nó vẫn không phải là một con mạnh và có thể tin dùng. Xếp ở hàng D, tier D thì là những cái con mà thực sự là yếu ở giai đoạn này. Gần như là về yếu ở trong đội hình, ở trong một cái Celeji cũng như là yếu ở trong cái tính đa dụng. Thì đây là những cái con còn lại, những cái con bài rất là tình huống. Và đến ở cái giai đoạn này thì chắc là những cái con này nếu mà không cần là mình đã gọi là xóa sổ rồi, bán đi rồi. Có ở đây có con Kiếp của Zulai thì con này ở trong giai đoạn giữa game thì vẫn yếu. Phải đợi một thời gian có đủ bộ mết và con đưa con Kiếp của Zulai lên 2 sao. Kèm theo đó là phải có CM thì con này nó mới có thể là tung trưởng được. Vì vậy trong cái giai đoạn này thì mình cũng không có tin dùng cái con Kiếp của Zulai. Cụ ông thể lực. Rồi. Vậy là cái buổi thứ hai về cái bảng xếp hạng những cái quân bài mạnh vào cái giai đoạn giữa game đến đây là kết thúc anh em nhé. Anh em có những cái góp ý thì anh em có thể comment dưới này nhé. Và anh em muốn mình có thể là tìm hiểu thêm về cái nội dung gì thì anh em cũng comment cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào cái clip tiếp theo. Clip nói về bảng xếp hạng những cái quân bài mạnh nhất vào giai đoạn late game. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào cái buổi lần sau.
game today.